Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, năm nay có xây được nhà hay không? Năm nay, tuổi này, tuổi kia có làm được nhà hay không? Hay là hướng nhà tôi như thế này thì có xây được nhà hay không? Đó là những câu hỏi mà quý anh chị thường xuyên hỏi, cũng như là nhờ thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy tư vấn. Sau khi tổng hợp lại toàn bộ những câu hỏi đó thì hôm nay Phong thủy may mắn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý anh chị, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 về cát hung vận khí từng hướng và năm 2020 Canh Tý nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn tài lộc, giúp cho ngôi nhà của mình đón được cát khí phượng khí, giúp gia chủ sinh sống trong đó được bình an, may mắn, sức khỏe an khang, tài lộc tấn tới. Người tuổi Tý sinh năm 1960 nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Năm Canh Tý 2020 có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ thổ tương đồng, năm nay sẽ cần phải đề phòng bị người khác lừa gạt, cũng là năm có nhiều cơ hội gặp lại bạn cũ, ngồi ôn lại những kỷ niệm trước kia. Canh Dương Kim gặp Canh Dương Kim là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm này thì các gia chủ tuổi Canh Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Nam mệnh 61 tuổi năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh là hung tinh chủ về việc gặp nhiều chuyện bất lợi, nhất là những vấn đề liên quan tới sức khỏe, các bệnh về tim mạch. Ngoài ra thì sẽ cần chú ý vận nuôi trong nhà, dễ xảy ra vấn đề. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoàng ốc tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 61 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020, gia chủ sinh năm Canh Tý 1960 sẽ là 61 tuổi nên sẽ không phạm phải hoàng ốc. Sẽ đến tam tai, nam mệnh gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây mới, gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy, núi, con đường, kiến trúc, về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật. Khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Sung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất". Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn
như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ lòng biến phận sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đình trong nhà. Trong trường hợp thứ hai thì trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận, hợp long, phủ long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ bất lành, phủ long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý khi mà xây dựng phải mượn được tuổi động thổ hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa, sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí cát lành, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trong trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành thì ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa, dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh. Với nam mệnh Canh Tý sinh năm 1960 sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông tứ trạch là Đông Nam phục vị, Nam thiên y, hướng Đông diên niên, Bắc sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây tứ trạch là hướng Tây Bắc họa hại, Đông Bắc tuyệt mệnh, Tây lục sát, Tây Nam ngũ quỷ. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng Đinh phạm mộ lòng biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng xây nhà và ở hướng này thuộc Đông tứ trạch, ở hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng Đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho làm ăn, mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng, thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đáo tới phương này, nên sẽ cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống và làm việc trong căn nhà đó. Nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng hay tu tạo đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên, là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, còn nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đình trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Nam gồm 3 sơn bính ngọ đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công đồng thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng.
Mệnh chủ canh Tý sinh năm 1960 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc tượng với là cấn. Chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, phượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phủ đang tất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ canh Tý sinh năm 1960 nam mạng rơi vào trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Do nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai, ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phủ long tương chủ thì xây dựng không gì khác bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phủ long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong bộ phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ trấn trạch hoa mai, trấn sát, kỵ tà, chiêu tài, nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng đông gồm 3 sơn giáp Mão Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ lòng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Với nam mạng canh Tý sinh năm 1960 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch hợp hướng được diên niên, đây là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng, đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với gia chủ tuổi canh Tý sinh năm 1960 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, bộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm năng vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng tây gồm 3 sơn canh dậu tân có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng.
Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất Càn Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tịnh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tích khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh Canh Tý sinh năm 1960 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc Tây Tứ Trạch nên sẽ không hợp hướng. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu kiệt hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần có giải độ số từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất khác. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Thủy đối thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, nam mệnh xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng, bị phạm tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tự tuyệt, tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Canh Tý, sinh năm 1960, nam mệnh, sẽ rơi vào trường hợp thứ 3 ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng chặt chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần phải chú ý trong khi xây dựng cần phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Canh Tý sinh năm 1960 khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi để khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch tiên quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở thì tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn Tố Tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây chọn tháng cát lành và tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể.
Nam mệnh Canh Tý sinh năm 1960, xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch, hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên, là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như Long sinh bát sát, Hoàng tuyển sát, Mộ Long biến vận sát, Ngũ Hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh đang ở nhà hướng Đông Nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không ở hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến, Tứ Lục ngũ hành thuộc Mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cắt cho lắm. Hơn nữa, sơn Thân phạm vào Mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này thuộc Tây Tứ Trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Do nhà hướng này kết hợp với tuổi gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ ba ta đã bàn luận bên trên, là đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần phải chú ý, trong khi xây dựng cần phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn, cũng như là tài lộc, sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần hết sức lưu ý, đề phòng khi mà xây nhà hướng này, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý trong 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn đã phân tích nam mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như động thổ, tu tạo, sửa chữa xem ngày cưới hỏi, cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tâm môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.